Xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái nghiên cứu một cái bài về một cái máy cơ đơn giản tiếp theo trong một chuỗi chúng ta xét các cái bài học về máy cơ đơn giản. Thế thì chúng ta đã xét cái máy cơ đơn giản thứ nhất, đó là mặt phẳng nghiêng. Máy cơ đơn giản thứ hai, đó là đòn bẩy. Và tiếp tục như thế thì buổi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xét cái máy cơ đơn giản thứ ba, đó là dòng dọc. Thì phần thứ nhất chúng ta cũng cùng tìm hiểu xem nào. Vậy thì lý thuyết khi mà chúng ta nghiên cứu về dòng dọc thì cần phải trả lời ra những câu hỏi gì? Thì hoàn toàn tương tự như là hai cái bài học trước về máy cơ đơn giản, chúng ta cũng sẽ phải trả lời ra vậy thì dòng dọc là thế nào? Dòng dọc là thế nào? Thế nào gọi là dòng dọc, đúng không ạ? Cụ thể đây là chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi là gì ạ? Dòng dọc có cấu tạo như thế nào? Đấy. Và câu hỏi thứ hai đương nhiên là đây là một cái máy, tuy rằng đơn giản nhưng nó vẫn là một cái máy. Vậy thì cái máy này giúp ích gì cho con người? Đúng không ạ? Giúp ích gì cho chúng ta? Thì câu hỏi thứ hai đó là dòng dọc thì giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào? Thì chúng ta trả lời hai câu hỏi này, tức là chúng ta đã có được cái lý thuyết cơ bản nhất về dòng dọc. Và sau đó thì chúng ta cùng nhau giải quyết các cái bài tập trong cái sách bài tập vật lý 6. Ok. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi thứ nhất. Vậy thì dòng dọc có cấu tạo như thế nào? Thì thầy nghĩ rằng là nhiều bạn đã nghe đến cái khái niệm dòng dọc thì thầy nghĩ là cũng đã gì ạ? Đã một phần hình dung ra được dòng dọc như thế nào. Thầy sẽ đưa ra một cái ví dụ về một cái dòng dọc. Đây là hình ảnh một cái dòng dọc. Thế thì các em sẽ thấy được là dòng dọc này thì có những bộ phận nào và bộ phận quan trọng nhất của dòng dọc đây là gì? Thì các em nhìn trên mảng này chúng ta sẽ thấy ngay được là dòng dọc ở đây thầy sẽ tách ra thành cái mấy bộ phận như này. Đây là cái bánh xe này màu đỏ là cái bộ phận thứ nhất. Số 1 đây là bánh xe màu đỏ đấy. Đây là bánh xe. Cái bộ phận thứ hai là cái trục của bánh xe. Trục của bánh xe. Thì đây là trục của bánh xe. Và đương nhiên là chỗ này, cái trục này nó sẽ có thể có các cái vòng bi để sao cho bánh xe có thể quay quanh trục mà gì ạ? Mà ma sát là nhỏ nhất. Ma sát là nhỏ nhất. Ở đây rất đặc biệt, các em phải lưu ý này là cái bánh xe này có cái gì ạ? Cái bánh xe này có cái rãnh. Nó không phải là cái bánh xe giống như cái đĩa bình thường hay là giống như cái bánh xe đạp của chúng ta, mà nó lại phải có cái rãnh. Có cái rãnh. Các em hình dung nó giống như cái vành xe đạp thôi. Nó có cái rãnh này. Cái rãnh này làm gì thì để chính là gì ạ? Để dây có thể chạy trên đó. Dây có thể chạy trên đó, lăn trên đó. Nào, tiếp theo. Như vậy bộ phận quan trọng nhất các em nhớ thầy chính là cái bánh xe có thể quay quanh trục và quay với gì ạ? Với cái lực cản, lực ma sát rất nhỏ. Có thể bỏ qua được cái lực ma sát. Thì đây là cái bộ phận quan trọng nhất của dòng dọc. Tất nhiên là phải có bộ phận để giữ nó, đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Treo lên. Thì cái số 3 này là cái móc các em nhỉ? Cái móc này chính là để treo lên. Là cái số 3. Số 4 đây chính là cái đai để giữ nó đấy ạ. Cái đai hai bên này để giữ được cái dòng dọc của chúng ta. Thì đây là cái số 4. Thì đối với một cái dòng dọc các em thấy quan trọng nhất là nhớ thầy là gì ạ? Bánh xe quay quanh trục. Và đương nhiên sẽ có cái móc treo và gì ạ? Và cái đai để giữ được cái gì ạ? Cái dòng dọc này quay quanh trục. Liên kết được với cái móc treo. Như vậy nó rất đơn giản thôi. Nó chỉ là một cái hệ thống bao gồm như gì ạ? Có bánh xe quay quanh trục và gì ạ? Được gì? Liên kết với một cái đai, một cái móc. Một cái móc. Ok. Tất nhiên ở đây thì không vẽ ra nhưng đương nhiên nó phải có sợi dây. Dòng dọc thì phải có dây. Dây sẽ lăn trên cái dòng dọc này. Nào, như vậy cấu tạo của nó các em nhớ thầy là gồm có gì ạ? Cấu tạo của dòng dọc là gồm có 4 phần. Cấu tạo là gồm thứ nhất là gì nhỉ? Là bánh xe. Bánh xe này có rãnh. Thứ hai là trục của bánh xe. Trục của bánh xe.
để đảm bảo cho cái máy xe này có thể quay quanh trục mà gì ạ, với cái lực cản nhỏ nhất có thể nha. Chúng ta trong những trường hợp gần đúng chúng ta có thể bỏ qua cái lực cản trục của máy xe. Cái thứ ba thì chế độ đó là móc treo. Móc treo. Và cái thứ tư đó là cái đai để giữ cái máy xe này. À, cái đai để giữ cái máy xe này. Đấy thì có bốn cái bộ phận. Thì hai bộ phận này nhớ thầy là quan trọng nhất. Rồi. Vậy chúng ta sẽ xem nào. Nó hoạt động như thế nào. Và căn cứ vào cái sự hoạt động của nó thì người ta sẽ tách ra thành hai đoạn. Nào. Em nhìn đây chúng ta sẽ thấy đây được. Vẫn là cái vòng dọc có cái móc treo. Đúng không? Vẫn là vòng dọc có móc treo. Nhưng cái loại thứ nhất ở trong hình A này là cái móc treo treo vào giá cố định. Em thấy ạ, móc treo treo vào giá cố định. Còn trong cái hình B này thì móc treo lại được gì ạ? Treo với vật nặng, vật nặng. Vật nặng sẽ được móc vào cái móc treo. Mà các em thấy ngay được là dòng dọc hoạt động được là phải có cái sợi dây. Phải có sợi dây. Thế thì khi chúng ta kéo cái sợi dây này, khi ta kéo cái sợi dây này thì ở cái hình A do dòng dọc này móc vào cái điểm treo cố định nên nó đứng yên ở đấy rồi. Máy xe sẽ quay quanh trục khi chúng ta kéo sợi dây. Còn cái gì ạ? Hình B thì chúng ta thấy là khi chúng ta kéo sợi dây, máy xe quay quanh trục lăn trên sợi dây, nhưng đồng thời là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy nó sẽ lăn tròn trên sợi dây này. Nó quay quanh trục và lăn tròn trên cái sợi dây này. Rồi, và chúng ta thấy nếu ta kéo sợi dây lên, ta kéo sợi dây lên thì đồng thời chúng ta sẽ thấy ngay là toàn bộ cái vòng lọc này sẽ đi di chuyển đi lên cùng với vật. Tức là nó không gì ạ? Không cố định. Chính vì thế là khi mà chúng ta phân loại có những loại dòng dọc này thì chúng ta thấy là chúng ta có thể phân ra hai loại dòng dọc tùy vào cái hình thức hoạt động của nó. Hình thức hoạt động thứ nhất này thì ta gọi cái dòng dọc như thế này, ta gọi là dòng dọc cố định. Còn với cái hình thức hoạt động thứ hai này thì ta gọi là dòng dọc động. Dòng dọc động tức là nó có thể di chuyển. Động đây là di chuyển. Còn dòng dọc cố định đây tức là gì ạ? Nó được móc với một cái vật cố định. Rất đơn giản thế thôi. Em nhá. Có hai loại phân loại này. Phân loại thì nhớ thầy là có hai loại là dòng dọc động và dòng dọc cố định. Dòng dọc cố định. Có hai loại. Tùy vào gì ạ? Tùy vào hoạt động của nó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi lớn thứ hai. Đó là khi mà cái dòng dọc hoạt động thì nó đem lại cái lợi ích như thế nào cho chúng ta, cho người sử dụng. Thì các em thấy ngay được là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó là dòng dọc giúp con người làm việc dễ dàng như thế nào. Chúng ta vẫn lại quay lại cái hình vừa nãy thôi. Tuy nhiên ở đây thầy sẽ gì ạ? Có